Nhà cô và các bạn con là Nguyễn Hà Thu lớp 32 đây ở trường Lê Đức Thọ, và đây là từ điển tiếng Anh. Khi con bấm chữ cái thì sẽ xảy ra cái mấy cái chữ cái, khi mình ấn thì nó sẽ phát ra âm thanh. Thì nếu mình muốn về nhà thì mình chỉ cần ấn cái ngôi nhà này thì Nói to lên chứ nó không cần nhất thiết nhưng mà con phải nói to. và đây là chữ số. Khi con ấn vào thì nó sẽ hiện ra mấy cái chữ số số này. Zero, one. Và ngôi nhà này sẽ về, và đây là màu sắc. Red, orange. Và đây là con vật, và có nhiều loại con vật. What? Bear, butterfly. Lập trình của con đến đây là hết. Con cảm ơn vì đã các cô và các bạn lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Hà Thu đúng không? Dạ Đúng đúng. rồi, cô xin lỗi vì cô hay gọi nhầm là Thu Hà. Đấy. Rồi, bây giờ nha. Cô thấy là bạn Hà Thu này làm được tần mấy nhỉ? Bốn chủ đề luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy. Rồi, những bạn khác có nhận xét gì bài của Hà Thu không nhỉ? Những bạn khác có nhận xét gì không nào? Cô sẽ mời một bạn nhé. Cô sẽ mời bạn Tùng nào. Tùng nhận xét bài của Hà Thu cái nào. Bạn Tùng đâu nhỉ? Bài rất tốt và bạn ấy đọc to ạ. Ừ. Rồi. Còn bạn nào muốn nhận xét bài của bạn nữa không? Cô mời thêm một bạn nữa nào, bạn Huy Tuấn. Huy Tuấn thử nhận xét bài của Hà Thu nào. Huy Tuấn đâu nhỉ? Con thử nhận xét cho em là bạn dự án của bạn làm như thế là được hay chưa này, rồi là phần thuyết trình đã được chưa này. Thôi là hoàn nào. Các bạn Bạn đi Hà, thôi. bạn Huy Tuấn thử góp ý nhận xét bài của bạn cô nghe nào. Rồi cô không nghe thấy tín hiệu ở bên bạn Huy Tuấn này. Bạn Hà Thu á, cô thấy là bạn đấy có một sự tiến bộ rất là vượt bậc luôn. Đấy, ở thứ nhất á là về phần thuyết trình nha. Cô nói phần thuyết trình trước. Ở buổi trước á thì bạn Hà Thu đã không tự thuyết trình được mà cần phải cô gợi ý đặt câu hỏi thì bạn ấy mới mới nói ra được các cái chức năng đấy, mới trả lời được. Trả lời thì bạn trả lời được nhưng mà bạn chưa từ xấu chuỗi được các cái sự kiện để nói với nhau. Nhưng lần này á thì bạn Hà Thu đã rất là tự tin này. Đấy, giới thiệu được các cái chức năng mà mình đã làm được ở trong cái bài và bạn ấy tự nói được. Đấy, từ bản thân của bạn đã trình bày được một cái nội dung rất là dài như thế. Đấy, đấy là sự tiến bộ rất là vượt bậc của bạn Hà Thu. Rồi, cái thứ hai nữa là bạn Hà Thu cũng rất là chăm chỉ này, làm được tần là bốn chủ đề luôn. Đấy, mà trong lớp mình á, hình như là chỉ có bạn Vân Quang Huy là được 5 chủ đề. Đấy, còn bạn Hà Thu lại được 4 chủ đề luôn. Đó, tức là bạn 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 Quang Huy là được nhiều nhất rồi tới bạn Hà Thu. Đó. Còn những bạn còn lại á thì làm được 3 hoặc là 2 chủ đề thôi. Đó. Thì cô thấy là bạn Hà Thu rất là chăm chỉ, kiên trì và làm được cái dự án này rất là nhiều nhân vật.
Đó, các bạn thấy bốn chủ đề là có rất là nhiều nhân vật ở trong bốn cái chủ đề này, đúng không? Và mỗi chủ đề á thì bạn ấy đã lập trình được và không bị lỗi gì hết. Đấy. Và cô sẽ đặt cho Thu Hà một câu hỏi này ở chủ đề con vật, đúng không? Đấy, con ấn vào chủ đề con vật cho cô xem nào. Đây, chủ đề con vật có rất là nhiều con vật đây. Vậy thì con đã lập trình cho cả con vật này như thế nào? Dạ Đây. con, thì con đã làm chuyện cho con có con vàng này để Ví dụ như là con bé đây thì con đã lập trình cho con bé như thế nào nè? nhà con đã lập trình cho nó phát âm thanh. Bằng bằng khối lành nào để nó phát được âm thanh về con nhỉ? Dạ con lấy mặt phối khi không nên chuyển thành con vật thì là con lấy hiện, khi không không nên chuyển thành phản chữ cái thì con lấy ảnh, và khi không nên chuyển thành một thì con cũng ảnh, và khi không nên chuyển thành màu sắc thì con cũng ảnh. Rồi, lấy khối đánh nào để cho nó đọc lên chữ bé con nhỉ? Giờ con lấy khi bấm vào nhân vật này và con lấy cái phát âm thanh này, text to speech, và con lấy cái khối này nối nối giờ vào đây thì con xong rồi con nói con đó ấn chữ B thì nó sẽ phát ra thành chữ B. Rồi, đó là Hà Thu rất là hiểu kỹ này, hiểu rõ được các cái câu lệnh, khối lệnh mà mình đã lập trình này. Đấy, cô sẽ phải tuyên dương bạn Hà Thu ở trước lớp vì là bạn đã làm bài rất là tốt, rất là nhiều, được rất là nhiều cái chủ đề với một bạn nhỏ như thế này thì đấy là một việc rất là đáng quý. Đấy. Và các bạn quan sát xem là cả cái phông nền của bạn Hà Thu ấy cũng là trình bày rất là đẹp, đúng không nhỉ? Có từ cái màu sắc này đến chữ này, ví dụ như chữ con vật thì bạn cũng đặc biệt to và để ở phần giữa này, hầu như là phông nền nào bạn nó cũng rất trang trí, khá là đẹp mắt, thấy không? Chữ không quá to cũng không quá nhỏ đấy, và đặt đúng vị trí trung tâm ở giữa đấy. À, và ở phía dưới là các cái nhân vật, đúng không? Đây, các bạn ạ, thử mở vào cái nhân vật chủ đề màu sắc để cho các bạn xem nè. Hà Thu có thể quay về màu sắc của con nè. Rồi, con nhận ra. À, đấy. Cô thấy là ở phông nền nào á, là con cũng cũng đã trình bày gọn gàng này, sắp xếp một cách là khéo léo, đúng không? Thẳng hàng. Và màu sắc rất là hài hòa, phù hợp với cái thẩm mỹ của mình. Đấy, cô thấy bạn Hà Thu có cái khả năng thẩm mỹ rất là tốt. Đấy. Rồi, bạn Hà Thu còn lập trình được cho cả nhân vật ngôi nhà, đúng không nhỉ? Ngôi nhà thì chỉ xuất hiện ở các cái phông nền, không 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 nên màu sắc, rồi con vật, rồi là chữ số và chữ cái thôi, còn ngôi nhà thì không không xuất hiện ở phông nền đầu tiên, đúng không? Thì đúng. Đấy, và khi bấm vào ngôi nhà thì là sẽ đưa về cho mình cái phông nền đầu tiên. Rồi con thử bấm ngôi nhà về phông nền đầu tiên con coi nào. Đấy, kể cả phông nền đầu tiên á, bạn Hà Thu cũng đã sắp xếp các cái chủ đề của mình. Đấy, bạn lấy các cái nốt đấy vẽ lên cũng rất là đẹp mắt. Cô rất là thích bài của bạn Hà Thu đây, đúng không nhỉ? Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của Hà Thu này, phần dự án của Hà Thu đã đưa tới cho giới thiệu cho các bạn này một cái dự án rất là hay, rất là sáng tạo, và con cũng cố ghi nhận sự công lao tỉ mỉ làm việc của con, kiên trì lập trình của con nhé. Đấy, bạn Hà Thu có tiến bộ rất là tốt. Rồi, cô cảm Nhiều ơn. con